Hello anh em, có ông anh gửi bán cho Hyundai Get, Hyundai Get 2209 số sàn. Con này nhập nguyên chiếc Hàn Quốc nha, màu này màu xanh, số má rồi máy rồi chạy còn ok lắm, cái gầm bệ rồi chạy còn đầm chắc lắm. Tầm phân khúc mà chầm nhí nhít xíu, mua con này đi thấy ok ha anh em, mua này đi ngon hơn con Morning với lại con E10 rất là nhiều. Morning E10 không có nghĩa lý, không có xi nhê gì với con này hết. Xe nhập đi nó đầm. Ghế sạch sẽ ha. Nói chung là xe cũng được. Xe cũng được thôi chứ không phải là xe cộp. Vì giá nó hợp lý. Để chính số sàn. Mà bán có chầm nhú xíu. Cốp phía sau này ha. Chở đồ này nọ đâu cũng rộng rãi lắm, rộng hơn Morning. Được cái là không có lỗi nha, không có đụng đầu, không đụng đít cửa nẻo này nọ, ok, cũng còn đẹp. Con này thì bán thì bây giờ ký mua bán qua Tết mình rút hồ sơ, chứ còn bây giờ thì không có sang tên đổi chủ kịp nha. Bây giờ hồ sơ rất là nhiều, công an hình như hết tuần này là người ta sẽ không nhận nữa, người ta để xử lý những cái hồ sơ đang còn tồn động cho nó xong, trả ra lại cho khách sẽ đi bấm số để người ta có xe đi. Cái ghế này là ghế bọc lại ha, ghế ba lọc màu đen đỏ, pha nào đen đỏ vô nhìn nó có duyên ha, cũng được chứ ha, nó cũng được nha, keo chỉ này nọ cũng còn chứ cũng không phải là cọp, cũng được, máy móc nổ cũng còn im ok lắm, để nổ thử nha. Tiền ít mà cần con 5 chỗ thì mình đi con này cũng hợp lý. Chìa khóa là mất tiêu rồi, tiêu của chìa khóa tiêu ha, mấy đứa em bỏ chìa khóa ở trong. Xe che nắng che mưa ha. Nắng thì mình mở máy lạnh, che mưa thì mình đóng cửa lại. Đó. Còn hơn là đi một chiếc xe 5-70 chiều mà nó che nắng mình đội nón, che mưa, mặc áo mưa này nọ đó ha. Xe ô tô giờ nó rẻ thì các anh em. Hyundai Get này mà nó rẻ quá. Giờ có 100 nhúng xíu. 115 thôi mà. Có con Hyundai Get đời 2009 nha, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc, gầm bệ đầu rất là chắc chắn, thường xe nhập khẩu nó không có các option, xe nó sẽ đầy đủ hết, gầm bệ đầu nó cũng cứng cáp hơn so với xe của Thaco Trường Hải lắp ráp, đăng kiểm tháng 1 2025 nha, đăng kiểm còn rất là dài. Nói chung là máy số này nọ chạy ngon ok, là đi đường dài đường xa này nọ là con này đi vô tư, không phải sợ phải đi mình phải hồi hộp lo lắng không biết nó có bị gì hay không. Con này thì hợp lệ, giấy tờ thì ký cũng chỉnh chu, xe cộ thì cũng đàng hoàng nghiêm túc. 115 thôi nè, 115 thôi, rẻ chứ ha, rẻ. 115 con Hyundai Get 2009 thì giá cũng hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn rồi chứ. Đúng ra con này phải bán 125. Nhưng mà thôi 115 thôi nha. Rẻ rẻ để cho quý khách mình dễ tiếp cận ha. Ok, khách mình quan tâm có liên hệ cho em số hotline để trên góc trái màn hình nha. Đây, mới tìm được cái chìa khóa, nó nổ máy cho anh em mình coi ha. Con này máy móc đồ nổ ok im lắm, máy móc số đồ đi ok ngon. Mình muốn nó đẹp hơn thì mua về từ từ mình dọn lên ha. Con máy nổ à, đề một cái nổ liền luôn nha. Đây. Mở máy lên cho coi. Bữa em có chiếc 209 đó, em bán cũng 120. Con này cũng 209 luôn nhưng mà 115 thôi nha. Đây. Máy hay dơ thôi chứ máy nổ cực kỳ im rồi ha.
dây cu ro này nọ rồi cũng còn ok. Con này chạy xước đầm chắc, cao tốc anh em mình chạy 101-102 là bình thường. Máy nổ im lắm, số đồ vô cũng nhẹ nhàng lắm nha. Để mở lóc cửa rồi. Anh chạy lên xíu chụp hình cái. Chạy lên ra ngoài chụp hình nữa. Anh em nào quan tâm cứ liên hệ em số line bên góc trái màn hình nha, 0766992. Kêu em gửi hình cho coi nha, chi tiết cái gửi hình cho coi tham khảo. Ok anh em.